Xin chào quý vị khán giả, xin chào các thành viên của Vietnam Airlines. Các bạn đang theo dõi Spirit Channel, kênh truyền thông tương tác mang tinh thần Vietnam Airlines, ra mắt số đầu tiên. Tôi là Thanh Tùng. Và tôi là Thu Hà. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong VNA News ngày hôm nay với những thông tin nóng hổi nhất. Vietnam Airlines mở bán vé đồng giá 90.000 đồng từ hôm nay, 25 tháng 3. Tiếp viên Vietnam Airlines phát hiện tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng bỏ quên trên máy bay. Đồng loạt tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa của Vietnam Airlines Group. Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Vietnam Airlines sẵn sàng thử nghiệm hộ chiếu vaccine. Chương trình hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Vietnam Airlines lần thứ 5 sẵn sàng cùng Tổ quốc. Và những thông tin mới nhất về hàng không thế giới, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu VNA News ngày hôm nay, Spirit Channel mang đến cho các bạn một thông tin ưu đãi cực kỳ lớn của Vietnam Airlines hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Vâng, theo đó quý vị và các bạn có thể mua vé đồng giá 90.000 đồng một chiều, tương đương với 579.000 đồng một chiều, bao gồm thuế phí, cho tất cả các hành trình nội địa do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác. Chương trình kéo dài đến hết ngày 28 tháng 3. Vé đồng giá 90.000 đồng một chiều, tương đương 579.000 đồng một chiều bao gồm thuế, phí, được bán rộng rãi trên website vietnamairlines.com. Các phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines từ ngày 25 đến 28 tháng 3 năm 2021, áp dụng cho hành trình bay từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2021, trừ giai đoạn cao điểm. Chương trình có áp dụng hành lý ký gửi trên các chặng bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Đồn. Nhằm đảm bảo an toàn, hành khách cần khai báo y tế và đo nhiệt độ trước chuyến bay. Vietnam Airlines từ chối vận chuyển hành khách có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Vietnam Airlines đã lắp đặt thảm khử khuẩn tại cửa lên tàu bay, màng lọc HEPA lọc không khí vô trùng trên tàu bay. Tàu bay được khử khuẩn vào cuối ngày bằng dung dịch tiêu chuẩn quốc tế. Vừa qua, hai tiếp viên của Vietnam Airlines là Hoàng Bích Ngọc và Lê Hoàng Đông đã phát hiện một kiện hành lý xách tay bị để quên trên chuyến bay VN1262 từ Thành phố Hồ Chí Minh. Bên trong có 315 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ trang sức, tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Số tài sản này ngay lập tức đã được bàn giao cho bộ phận tiếp nhận hành lý thất lạc tại sân bay Vinh để trao trả cho hành khách. Trước đó, nhiều trường hợp tiếp viên, nhân viên của Vietnam Airlines phát hiện tài sản thất lạc đã được ghi nhận. Nhiều tấm gương đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi thư khen ngợi. Để tránh quên tài sản trên máy bay, hành khách nên kiểm tra kỹ vị trí ghế ngồi, túi ghế phía trước và ngăn đựng hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Trong trường hợp để quên tài sản, hành khách có thể đến quầy hành lý thất lạc hoặc liên hệ đại diện hãng hàng không và bộ phận an ninh tại sân bay để được hỗ trợ. Từ 28 tháng 3, VNA Group bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ tăng chuyến bay trên gần 30 đường bay nội địa. Các đường bay kết nối trực tiếp 15 điểm đến trên cả nước, gồm các thành phố lớn và điểm du lịch nổi tiếng như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Cam Ranh hay là Phú Quốc. Với kế hoạch tăng tần suất này, VNA Group sẽ bổ sung thêm từ 280 đến 400 chuyến bay mỗi tuần, tương đương 56.000 đến 80.000 ghế vào mạng đường bay nội địa. Trong dịp cao điểm, các đường bay giữa Thanh Hóa, Hải Phòng và Đà Lạt, giữa Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cam Ranh, giữa Hải Phòng và Đà Nẵng, tần suất lên đến 14 chuyến một tuần hoặc 2 đến 4 chuyến một ngày. 4 đường bay giữa Hải Phòng, Đà Lạt, Vinh, Đà Nẵng và Phú Quốc, giữa Hải Phòng và Buôn Mê Thuột cũng tăng lên tới 6 đến 14 chuyến một tuần, đáp ứng nhu cầu bay thẳng của hành khách, không phải trung chuyển giữa Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2021-2025. Và một trong những nội dung nổi bật của thỏa thuận là kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Theo đó, Vietnam Airlines và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội sẽ nghiên cứu, cung cấp, chuyển giao các sản phẩm công nghệ tiên tiến theo chuẩn quốc tế cho tất cả các khách hàng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cũng như tăng cường văn hóa sử dụng các sản phẩm số. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, một trong những điểm nổi bật của thỏa thuận giữa Vietnam Airlines và Ngân hàng Quân đội là hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chúng tôi mục tiêu trở thành hãng hàng không số trước năm 2025 và đã đầu tư phù hợp vào phát triển công nghệ để vận hành doanh nghiệp và đáp ứng tiêu chuẩn chung của hàng không thế giới. Với uy tín, kinh nghiệm sâu rộng cùng tiềm lực mạnh,
Chúng tôi cam kết mang tới trải nghiệm dịch vụ toàn diện cho khách hàng của hai bên trong thời gian tới. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nước, khái niệm hộ chiếu vaccine, chứng nhận các trường hợp công dân đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đã được nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đặc biệt quan tâm. Không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ người dân khỏi COVID-19, hộ chiếu vaccine đồng thời là giấy thông hành đáng tin cậy để có thể di chuyển tới quốc gia khác nếu được chấp thuận. Đây cũng được xem là giải pháp để Việt Nam và các nước trên thế giới mở cửa lại nền du lịch đang bị đóng băng do dịch bệnh. Trong cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia và các địa phương tuần vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đưa ra yêu cầu nghiên cứu hộ chiếu vaccine, mở lại đường bay quốc tế. Với vai trò là hãng hàng không quốc gia, cùng kinh nghiệm phục vụ nhiều chuyến bay quốc tế và năng lực phòng chống dịch dẫn đầu ngành hàng không, Vietnam Airlines sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm hộ chiếu vaccine trong lộ trình từng bước khôi phục mạng bay quốc tế. Cho đến hiện nay thì có rất nhiều những cái hộ chiếu sức khỏe ở trên thế giới chúng tôi đang đề cập đến nó. Nhưng mà đối với Vietnam Airlines thì chúng tôi đang nghiêng về cái hướng sử dụng cái Travel Pass của Hiệp hội Hàng không Thế giới IATA. Cái ứng dụng này được do IATA phát triển, nghiên cứu và đang hoàn thiện nó và đã được hơn 70 nước trên thế giới có cái phản hồi khá là tích cực. Hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay, mà chúng ta đã gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái, tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Tiếp nối truyền thống lịch sử quý báu đó, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty triển khai chương trình Hiến máu tình nguyện Giọt hồng Vietnam Airlines lần thứ 5. Chương trình diễn ra vào ngày 23 và 30 tháng 3 năm 2021, thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia. Vừa rồi là các tin tức nổi bật trong tuần của Vietnam Airlines. Tiếp theo ngay sau đây, mời các bạn đến với phần Điểm tin hàng không thế giới. Hàng không thế giới đang trải qua thời gian rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Và hiện nay, các hãng hàng không đối mặt với thách thức mới, giá nhiên liệu tăng cao. Giá dầu đã tăng vọt từ mức dưới 20 đô la một thùng vào thời điểm cao điểm năm ngoái, lên gần 70 đô la một thùng vào đầu tuần trước. Các nhà phân tích OAG chuyên theo dõi các xu hướng hàng không cho hay, hóa đơn nhiên liệu là một trong những chi phí lớn nhất và khó dự đoán nhất của các hãng hàng không. Phí nhiên liệu leo thang sẽ tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các hãng hàng không, vốn đã kiệt quệ sau các cuộc tấn công của dịch COVID-19. Các hãng sẽ phải đánh giá lại kế hoạch năng lực, vì giá nhiên liệu tăng đòi hỏi các chuyến bay phải được lấp đầy mới có thể đảm bảo hòa vốn. Chính phủ Australia vừa công bố gói hỗ trợ hàng không và du lịch trị giá 1,2 tỷ đô la Úc, tương đương 928 triệu đô la Mỹ. Vâng, theo đó thì gói hỗ trợ này sẽ trợ cấp vé máy bay cho du khách, các khoản vay với lãi suất thấp cho các công ty du lịch nhỏ và hỗ trợ tài chính đối với hai hãng không lớn nhất Australia, đồng thời trợ giá 50% cho khoảng 800.000 vé máy bay áp dụng từ ngày 1 tháng 4 đến cuối tháng 7. Chúng ta sẽ tiếp tục phần điểm tin hàng không thế giới hôm nay bằng một tin rất vui ngay sau đây. Vâng, và thông tin này chắc chắn sẽ mở ra cho chúng ta những hy vọng về một thế giới với cuộc sống bình thường mới. Từ ngày 18 tháng 3, Iceland mở cửa biên giới cho toàn bộ du khách đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mà không cần trải qua xét nghiệm hoặc cách ly bắt buộc. Iceland là một trong số ít quốc gia mở lại biên giới với thế giới. Động thái này của Iceland nhằm thu hút thêm khách du lịch để giúp phục hồi nền kinh tế vốn chịu tác động của dịch COVID-19. Trước đó, ngày 17 tháng 3, Liên minh châu Âu-EU cũng đã công bố kế hoạch cấp chứng nhận số về an toàn đi lại nhằm giúp khôi phục hoạt động tự do di chuyển trong khối cho những công dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Những thông tin về hàng không thế giới đã khép lại bản tin VNA News ngày hôm nay. Trong chương trình phát sóng tới vào lúc 12:30 ngày thứ Sáu, 26 tháng 3, chuyên mục Tips sẽ giới thiệu bí quyết săn vé giá rẻ của Vietnam Airlines. Thu Hà và Thanh Tùng, biên tập viên của Spirit Channel, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.